Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Phúc Thế Kỷ đây. Hồi sáng nay thì game Genshin Impact vừa mở ra một cái sự kiện mới các bạn. Và cái sự kiện này giúp các bạn có thể nhận vũ khí 4 sao miễn phí nha các bạn. Cái sự kiện này có tên là Giả Kim Thực Thăng Hoa. Thì nó là một cái dạng sự kiện mà giúp các bạn buôn bán á. Tổng quan luôn là nó sẽ có 4 giai đoạn. Một là giai đoạn luyện thuốc giống như mình nè. Đây là mình mới luyện thuốc nha các bạn. Thì cái tỷ lệ hài hòa nó càng cao thì thuốc này cái hiệu lực nó càng mạnh đó các bạn. Mình xác nhận ha. Rồi thì mình đã tạo ra được một chai thuốc. Và sau đó là mình sẽ đem cái chai thuốc này đi bán ha. Đây đó. Khi mà các bạn điều chế thuốc thì cái cấp giả kim đồng thời nó cũng sẽ tăng lên luôn nha các bạn. Các bạn muốn cái cấp giả kim nó cao thì các bạn mỗi lần mà luyện chế thì các bạn phải luyện chế một loại thuốc nào mà nói chung là nó cái độ hài hòa nó cao nha các bạn. Rồi sau khi mà luyện chế thuốc xong thì mình qua bên bán thuốc hả. Ở đây có một cái chai thuốc nè các bạn, đó cái chai thuốc mình vừa luyện chế xong, mình xác nhận bày bán là xong cái bước bán. Tiếp theo mình phải qua bên cái chỗ mà nói chung là danh sách đó, nên doanh thu của mình đó, rồi mình coi cái chu kỳ bày bán của mình đã được bao nhiêu ha. Nói chung là như vậy đó các bạn, nó y chang như là mình kinh doanh ở bên ngoài thôi. Kinh doanh bên ngoài chưa thành công nhưng mà kinh doanh trong game Genshin Impact thì chắc chắn là sẽ thành công nha các bạn ơi. Sau khi mà bày bán xong thì mình sẽ qua bên cái phần mà trồng cây. Nói chung mình phải trồng cây để mà mình làm thuốc mới để mà mình bán nha các bạn. Thì ở đây các bạn có thể xác nhận đổi cái cây khi mà mình đã trồng xong rồi nha các bạn ơi. Thì mình có thể đổi là những cái cây bất kỳ nó ha. Như vậy là xong, mình chờ nó, nói chung là nó chín rồi mình thu hoạch thôi. Nó y chang như là ở trong ấm trần ca vậy các bạn. Nói chung là cái nhiệm vụ này nó cũng không có gì làm, nó cũng xoay quanh bao nhiêu đó thôi. Nó cái nhiệm vụ này nó yêu cầu các bạn là bạn phải đọc nhiều hơn là làm. Sau khi mà đã bán thuốc thành công rồi hả, có tiền rồi thì mình sẽ mua sắm vật tư ở cái chỗ chị này để mà mình mở rộng canh tác, tức là mình sẽ trồng cây nhiều hơn và sẽ có được nhiều nguyên liệu để mà làm thuốc hơn nha các bạn. Rồi thì mình đã mua một cái chậu để trồng cây thêm, và tức là bây giờ là mình đã bắt đầu vào cái việc mua bán rồi. Thì nói chung là cái này các bạn phải đọc nhiều hơn, đọc và xem cái yêu cầu của người ta. À, đây thì mình đã nhận được nguyên thạch rồi nha các bạn. Các bạn làm đúng những cái nhiệm vụ mà nó được đề ra trong đây thì các bạn sẽ nhận hết tất cả nguyên thạch trong đây ha. Mình thấy cái số nguyên thạch nó cũng tương đối thôi, nó không nhiều. Doanh số các bạn càng cao thì các bạn sẽ càng được nhận thưởng nhiều. Và đồng thời chúng ta vẫn có thể nhận được vũ khí 4 sao nha các bạn. Ở đây là chu kỳ thuốc và cũng như là buôn bán. Ở đây là một cái, nói chung là một cái thư viện để cho mình có thể cho mình biết là mình đã đi được tới đâu rồi nha các bạn. Nó tổng lượt được chế thuốc một lần nè, tỷ lệ hái thuốc cao nhất, nó nói chung là nó đưa cho mình thông tin của mình, nói chung là vậy. Nó trang như là một bản sổ sách vậy thôi nha các bạn. Rồi các bạn vẫn có thể nhận được vũ khí 4 sao. Ở trong cái phần quà tặng thợ khéo này thì các bạn có thể nhận được nguyên thạch rất là nhiều nha. Doanh thu đạt bao nhiêu thì chúng ta sẽ có những cái phần thưởng tương ứng, và chúng ta sẽ nhận được cái vũ khí 4 sao khi mà chúng ta đạt 50.000 mona doanh thu. Nói chung là cũng khá là ok nha các bạn. Ở cái phần luyện chế thuốc này mình có một số lưu ý cho các bạn. Nếu mà cái thuốc của các bạn càng cao thì các bạn sẽ được tăng cấp càng nhiều. Mình không biết có đúng không nhưng mà theo mình nghĩ là trong khi mình luyện chế thì mình sẽ luyện chế cho một cái loại thuốc của mình chiếm nhiều ô này nhất có thể. Giống như anh em chơi ship hình mà chơi làm sao mà để cho cái ô đó nó có thể gọi là nó bích kín được hết thì mình sẽ nhận được cái tỷ lệ mà thuốc mình nó cao nhiều hơn á các bạn. Chúc các bạn sẽ thành công ở cái sự kiện này. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và chúc các bạn sớm làm tỷ phú trong game Genshin Impact nha. Còn bây giờ thì bye bye. Nhớ là đăng ký kênh cũng như là cho mình xin một lượt like nha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh mình thời gian qua.